Rồi, đây cho mẹ hướng dẫn này. Em Nana không với tới, em Nana sẽ đưa dưa hấu cho chị nhá. Ơ nhưng mà Nana nhớ chưa? Và con mẹ bảo con bạn quay chị đâu nhá. Bạn... Nana ơi, con đang làm gì đấy? Em dưa hấu. Đây nhá, mẹ bảo này. Em Nana sẽ đưa miếng dưa hấu cho chị. Rồi. Cô ca này, con thả nó thôi, không được sờ trò tay vào đây, con chỉ thả miếng dưa hấu vào đây thôi. Thả vào. Rồi, xong con lấy cái này con ấn xuống. Đấy, đây một tay ấn, một tay thả. Rồi, very good. Rồi, very good. Nana đưa dưa hấu cho chị đúng không? Nana đưa dưa hấu cho chị đi con. Rồi, mẹ Hằng sắp nhàn rồi. Nana phải đưa từ từ cho con ạ. Quay được cỡ khoảng 2 phút nữa ok. Con này nó quay trường nào? Xong cái đầu bé phải chưa? Dễ hơn này. Đấy, xong con lớn nào. Quay chặt rồi mình sẽ lấy quay để chặt. Con làm sao đây mẹ? Ấn xuống con lấy quay. Ơ đây nó không được thò tay vào đây đấy, lấy quay ấn xuống rồi. Nếu nó không xuống thì con lấy quay ấn xuống. Thích nhiều quá nè. Mẹ ăn. Con phải làm từ từ chứ nhỉ? Con làm từ từ chứ nhỉ? Con cứ làm từ từ, nó không cần nhanh quá đâu. Nana sẵn sàng đưa dưa không ai cười xong. Từ từ thôi, nào, con ấn mạnh nào, con ấn mạnh vào. Ấn mạnh vào. Rồi, giỏi quá. Từ một cái nhanh lắm thôi. Được rồi, cứ bình tĩnh không sao cả. Rồi, Na kìa, Na đưa chị kìa. Ôi vội, cứu quá. Sao lại cứu? Cứ bình tĩnh, làm cái từ thôi, không phải vội. Đấy, thả vào, cứ thả vào là được. Nana phỏng vấn cô ca nào. Cô ca đang làm món gì nhỉ? Con làm món ép dưa hấu. Ép dưa hấu à? Đúng, ép dưa hấu để làm gì nhỉ cô ca nhỉ? Để rất là sức khỏe. À, để làm gì nhỉ? Để bảo sức khỏe. Để chống lại cái gì? Chống lại virus thôi đi con này. Chống lại virus gì? Ơ đâu rồi Nana ơi, Nana đưa cho chị nào. Rồi. Nào quay từ xa nào. Đây Nana đưa thở với chị nhá. Vừa đưa dưa vừa lau áo chị. Ok, chị không cho lau thì em lau một quần. Ồ, sắp đầy rồi, chuyển nhá. Từ từ.